Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, bản tin hôm nay, TTV chú trọng đặc biệt đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và vài nơi trên thế giới. Việt Nam hội chẩn hàng chục ca bệnh nặng khẩn trương mua vaccine Số ca Covid-19 diễn tiến nặng tại Việt Nam đang tăng lên cùng với sự gia tăng của các ca dương tính mới, tạo ra áp lực lớn cho hệ thống y tế. Sáng ngày 19 tháng 5, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 31 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có tới 26 ca ở các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang được coi là điểm nóng của dịch bệnh. Ngoài một ca cách ly sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, 30 ca còn lại được phát hiện trong các khu cách ly và phong tỏa. Trưa ngày 18 tháng 5, các chuyên gia của tổ hội chẩn bệnh nhân nặng cũng xúc tiến hội chẩn bằng phương pháp điều trị 20 ca bệnh nặng. Đây là số lượng ca bệnh nặng lớn nhất từ trước đến nay trong một phiên hội chẩn. Số ca bệnh nặng tăng cao tạo áp lực nặng lên công tác điều trị của hệ thống y tế Việt Nam, vốn khá hạn chế về nhân lực và trang thiết bị. Trong đợt dịch hiện tại, Việt Nam đã có thêm 2 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số tử vong từ đầu đại dịch lên con số 37. Như vậy, tính đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 3.072 ca ghi nhận trong nước và 1.471 ca nhập cảnh. Riêng từ ngày 27 tháng 4 đến nay, khoảng thời gian tương ứng với đợt dịch thứ tư đã ghi nhận 1.502 ca nhiễm mới. Bộ y tế cho biết từ đầu đại dịch đến ngày 18 tháng 5, cả nước đã thực hiện xét nghiệm real time RT-PCR được 3.324.043 mẫu. Trong đó từ ngày 29 tháng 4 đến nay, cơ quan y tế đã thực hiện xét nghiệm 548.538 mẫu. Hiện Bắc Ninh và Bắc Giang là hai điểm nóng nhất Chiều ngày 18 tháng 5, Bộ Y tế đã có cuộc làm việc với tỉnh Bắc Ninh và đánh giá số ca mắc sẽ tiếp tục tăng, cần có biện pháp mạnh ngăn dịch trong khu công nghiệp và khu dân cư. Tại Bắc Ninh, điểm nóng của dịch hiện có 25 ca bệnh chuyển nặng, trong đó có 3 ca rất nặng theo thông tin từ Bộ Y tế. Bộ này cũng đã giao cho bệnh viện Bạch Mai cử chuyên gia về hỗ trợ xây dựng khu điều trị tích cực cho các ca bệnh nặng tại Bắc Ninh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí cảnh giác tăng cao sau khi một người ở thành phố Thủ Đức bị nhiễm bệnh. Người này từng đến khám tại Bệnh viện Thủ Đức trước khi tới Bệnh viện Vinmec. Hiện công tác phong tỏa, truy vết tiếp xúc và xét nghiệm đối với những người tiếp xúc đang được triển khai. Nhằm đối phó với đại dịch, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hôm 18 tháng 5 đã ký ban hành nghị quyết về mua vaccine. Theo nghị quyết này, thì Chính phủ giao cho Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện mua vaccine một cách nhanh nhất để có thể triển khai tiêm vaccine trên diện rộng báo chính phủ cho biết thủ tướng yêu cầu kiên quyết thực hiện có hiệu quả chiến lược vaccine cụ thể là đẩy nhanh hơn nữa việc tiếp cận mua nhập khẩu các nguồn vaccine theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhận chuyển giao công nghệ đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước tổ chức tiêm chủng cho hiệu quả chủ động phòng ngừa sự cố và giải thích rõ khi có sự cố Sáng ngày 19 tháng 5, Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam đã tiêm vaccine đợt 1 và đợt 2 được 1.011.395 liều, tính ra mới khoảng 1,03% trên tổng dân số. So với các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam chỉ xếp trên Timor-Leste, Đông Timor, về tỷ lệ tiêm vaccine trên tổng dân số. Theo thống kê mới nhất của Our World in Data, Dẫn đầu Đông Nam Á là Singapore với hơn 30% dân được tiêm chủng, trong đó khoảng 22% đã được tiêm đủ hai lần. Các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia, Thái Lan cũng vượt xa Việt Nam về tỷ lệ người được tiêm trên dân số. Cổng thông tin COVID-19 của Bộ Y tế ngày 18 tháng 5 cho hay Việt Nam đang chuẩn bị ký mua vaccine Pfizer của Mỹ với số lượng 31 triệu liều. Số vaccine này dự kiến được cung cấp trong quý 3 và quý 4 của năm nay. Cũng theo nguồn tin này, Việt Nam đang trao đổi và đàm phán với các hãng AstraZeneca của Anh và Thụy Điển, Moderna của Mỹ, Gamaleya của Nga để tìm nguồn cung vaccine. Chưa có thông tin Việt Nam sẽ mua vaccine của Trung Quốc. Nguồn cung nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ người dân Việt Nam. Thưa quý vị, dòng sông linh thiêng nhất của Ấn Độ ngập sát người. Bản tin của đài BBC. Sông Hằng, dòng sông linh thiêng nhất Ấn Độ ngập sát người trong những ngày gần đây. Hàng trăm thi thể nổi lên bên trên sông hoặc bị vùi trong bãi cát bên bờ. Dân sống gần nơi xác người đang trôi dạt ở bang miền Bắc Uttar Pradesh lo rằng đây là xác của những người bị nhiễm COVID-19. Đợt đại dịch thứ hai tàn phá Ấn Độ trong những tuần qua với hơn 25 triệu ca nhiễm và 275.000 tử vong, nhưng các chuyên gia nói số người chết thực sự còn cao hơn gấp nhiều lần. Xác người vất vưởng bên bờ cùng với dàn hỏa táng cháy suốt ngày đêm và các khu hỏa táng không còn chỗ, cho thấy số người chết nhiều chưa từng thấy và chưa được công nhận trong dữ liệu chính thức. BBC nói chuyện với phóng viên quan chức và nhân chứng địa phương tại một số quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang Uttar Pradesh và khám phá ra rằng đằng sau các thi thể trôi nổi là tập quán nghèo đói và một đại dịch giết người với tốc độ cực nhanh, lòng sông rải rác những ngôi mộ. Sự kinh hoàng ở Uttar Pradesh lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng ngày 10 tháng 5 khi 71 xác chết dạt vào bờ sông ở làng Chausa thuộc Bihar, gần biên giới của bang này. Nera Kumashin, giám đốc cảnh sát khu vực, nói với BBC rằng các thi thể phân hủy gần hết đã được khám nghiệm lấy mẫu ADN và được chôn trong những hố gần bờ sông. Giới chức nói một số hài cốt có thể là phần cơ thể rơi xuống sông Hằng sau các cuộc hỏa táng định kỳ bên bờ, nhưng họ ngờ rằng xác chết đã bị vứt xuống sông. Cảnh sát hiện đã dăng một tấm lưới trắng ngăn mặt nước để chặn không cho xảy ra điều tương tự. Một ngày sau, cách châu xa khoảng 10 km, người ta thấy chó và quạ bu vào hàng chục thi thể đang phân hủy trên một bờ dòng sông tại làng Gama thuộc vùng Pradesh Gazipur của bang Uttar. Dân ở đây nói thi thể đã trôi giặt vào bờ trong nhiều ngày, nhưng chính quyền phớt lờ lời kêu gọi phàn nàn của họ về mùi hôi thối cho đến khi báo chí đến đưa tin về những xác chết được tìm thấy tại hạ lưu Bihar. Tờ Hindustan tường trình là hàng chục thi thể phình to và phân hủy trôi trên sông cũng chào đón dân làng ở quận Balia, lân cận, khi họ đi ngâm mình buổi sáng ở dòng sông Linh Thiên nhất Ấn Độ. Cảnh sát vớt được 62 xác chết. Ở Kanaui, Kanpu, Unnau và Prayagra, lòng sông rải rác những ngôi mộ nông. Những thức video được gửi đến BBC từ bờ Mendiga ở Kanaui cho thấy hàng loạt gò đất có hình dáng của xác người. Nhiều gò trông giống như một vết lồi dưới đáy sông, nhưng mỗi gò này chứa một thi thể. Tại Mahadeviga, gần đó, người ta tìm thấy ít nhất là 50 thi thể. Số người chết không ăn khớp theo truyền thống, người theo đạo Hindu hỏa táng người chết, nhưng nhiều cộng đồng có tập tục được gọi là Janprava, tập tục thả trôi sông thi thể của trẻ em phụ nữ chưa chồng hoặc những người chết vì bệnh truyền nhiễm hoặc bị rắn cắn. Nhiều người nghèo cũng không có tiền hỏa táng thân nhân nên họ quấn thi thể bằng vải dạ trắng và đẩy xác xuống nước. Đôi khi thi thể được buộc vào đá để đảm bảo chúng chìm xuống đáy, nhưng có nhiều xác được thả trôi mà không buộc đá. Trong thời trước đại dịch xác chết trôi sông Hằng không phải là một cảnh tượng hiếm thấy, điều hiếm thấy là có quá nhiều xác chết trên sông và ở rất nhiều nơi dọc theo bờ trong một thời gian ngắn như vậy. Một nhà báo ở Kanpur nói với BBC rằng xác chết là bằng chứng cho thấy sự khác biệt lớn giữa số liệu tử vong chính thức của Covid-19 và số người chết thực sự. Ông nói con số chính thức là 196 người chết vì virus ở Kanpur từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 nhưng dữ liệu từ bảy lò hỏa táng cho thấy có gần 8.000 ca hỏa táng. Ông nói tất cả các lò hỏa táng điện đều hoạt động 24 giờ trong 7 ngày của tháng 4. Kể cả như vậy vẫn không đủ để thiêu sát, vì vậy chính quyền đã cho phép dùng gỗ ở khu đất bên ngoài để hỏa táng. Nhưng các lò hỏa táng chỉ nhận thi thể đến từ các bệnh viện có chứng chỉ nhiễm CoVID-19. Trong khi đó một số lượng rất lớn người chết tại nhà mà không cần xét nghiệm gì. Gia đình người chết đưa thi thể thân nhân ra ngoại ô thành phố hoặc đến các quận lân cận như UNnao. Khi không tìm được gỗ hoặc nơi hỏa táng, họ chôn sát dưới đáy sông. Một nhà báo ở Prayankara nói ông tin rằng nhiều thi thể là của bệnh nhân COVID-19 chết tại nhà mà không được xét nghiệm hoặc những người nghèo thân nhân không đủ tiền để hỏa táng. Thật đau lòng, ông này nói, tất cả những người này đều là con trai, con gái, anh, chị, cha hay mẹ của ai đó. Họ được tôn trọng khi chết, à, họ đáng được tôn trọng khi chết, nhưng họ thậm chí còn chưa thành một phần của thống kê, không ai biết được họ chết và được chôn cất như thế nào việc chôn cất từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Việc phát hiện ra những ngôi mộ và thi thể thối rửa cùng với nỗi lo sợ rằng những xác này có thể bị nhiễm virus corona làm rúng động những ngôi làng dọc theo bờ sông. Bắt nguồn từ dãy Himalaya, sông Hằng là một trong những con sông lớn nhất thế giới. Người theo đạo Hindu cho đây là dòng sông linh thiêng. Họ tin rằng tắm ở sông Hằng sẽ tẩy rửa được tội lỗi và dùng nước sông này cho các nghi lễ tôn giáo ở Kanaui, Jamohan Tiwari, một người dân làng 63 tuổi nói với một kênh truyền hình địa phương là đã nhìn thấy 150 cho đến 200 ngôi mộ dưới lòng sông. Lễ chôn cất diễn ra từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, ông nói, đó là điều hủy diệt linh hồn. Việc phát hiện ra những ngôi mộ gây hoảng loạn trong khu vực, mọi người lo lắng rằng các thi thể bị chôn vùi trên mặt đất sẽ bắt đầu trôi trên sông khi trời mưa và mực nước dâng cao. Thứ tư tuần trước, chính quyền tiểu bang cấm tập tục Jan Prava và tài trợ cho các gia đình nghèo không đủ tiền hỏa táng. Nhiều nơi cảnh sát dùng gậy vớt xác chết khỏi sông và chiêu mộ người chèo thuyền đưa xác vào bờ. Sau khi được vớt lên thì các thi thể đã bị phân hủy, được chôn cất trong hố hoặc là bị thiêu trên dàn hỏa táng. Vinpitada, cảnh sát trưởng ở Balia nói đang nói chuyện với các lãnh đạo hội đồng làng để họ hiểu rằng không nên thả xác trôi sông và những người không đủ tiền hỏa táng có thể được giúp đỡ về tài chính. Thẩm phán quận Gazipu Mangala Bracasing nói với BBC rằng nhiều đội đang tuần tra các bờ sông và khu hỏa táng để ngăn người dân bỏ xác xuống nước hoặc chôn xác trên bờ. Nhưng nhóm của ông vẫn tìm thấy một hoặc hai thi thể trên sông mỗi ngày. Chúng tôi đã thực hiện các nghi thức cuối cùng cho tử thi theo truyền thống Thưa quý vị, theo đài phát thanh quốc tế Pháp đưa tin, Tổng thống Mỹ thông báo cấp hàng triệu liều thuốc tiêm ngừa cho thế giới. Nước Mỹ kể từ giờ đã có 60% người lớn được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên. Trong không khí lạc quan này, hôm 17 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo cấp thêm 20 triệu liều vaccine cho thế giới, kể cả các loại thuốc tiêm của Pfizer, Johnson Johnson và Moderna, cho đến giờ chỉ dành cho người dân Mỹ. Như vậy, Hoa Kỳ sẽ cung cấp tổng cộng cho thế giới 80 triệu liều vaccine. Hồi cuối tháng 4, nguyên thủ quốc gia Mỹ đã hứa cho 60 triệu liều. Thông tín viên Anne Cope của RFE tại Washington nhận định thông báo này được đưa ra trong bối cảnh tình hình lây nhiễm COVID-19 tại Mỹ tiếp tục giảm mạnh tại nhiều bang. Joe Biden dường như muốn khẳng định thế ưu việt của Mỹ trong cuộc chiến chống virus corona. Tổng thống Mỹ tuyên bố cho đến hôm nay chưa có nước nào có nhiều vaccine đến như vậy, nhiều hơn gấp 5 lần so với bất kỳ nước nào, hơn cả Nga, hơn cả Trung Quốc. Quý vị biết rồi, người ta nói nhiều về ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga thông qua việc cung cấp vaccine. Chúng ta phải đi đầu thế giới với những giá trị của chúng ta. Joe Biden so sánh sự đóng góp của Mỹ để bảo vệ nền dân chủ trong đệ nhị thế chiến với việc tặng vaccine cho thế giới. Đồng thời, ông nêu rõ Hoa Kỳ sẽ không sử dụng vaccine để có được sự hậu thuẫn của những nước khác. Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ nhấn mạnh đến lợi ích của đất nước khi lưu ý rằng Mỹ sẽ chẳng bao giờ được an toàn chừng nào dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát trên bình diện thế giới, nhất là khả năng xuất hiện nhiều biến thể virus mới. Cuối cùng, Tổng thống Joe Biden bày tỏ thiện chí hợp tác với hệ thống COVAX của quốc tế để nhiều nước kém phát triển nhận được những liều thuốc tiêm quý giá này. Đài phát thanh quốc tế Pháp tiếp tục đưa tin Pháp đạt chỉ tiêu giữa tháng 5 20 triệu người được tiêm phòng COVID-19. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 15 tháng 5 thông báo trên mạng Twitter là nước này đã hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng mà chính phủ đã đặt ra. 20 triệu người đã được tiêm chủng COVID-19 ít nhất là một mũi. Trong khi đó các chỉ số dịch tễ cũng khẳng định tình hình dịch bệnh tại Pháp đã được cải thiện. Chiến dịch tiêm chủng ngừa virus corona ở Pháp bắt đầu vào cuối tháng 12 năm 2020 và cho đến nay 30% dân số Pháp đã nhận được ít nhất là một mũi tiêm, trong đó có hơn 8,8 triệu người đã được tiêm đầy đủ hai mũi. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Pháp Jean Castex hôm 15 tháng 5 gọi đây là thời khắc quan trọng của nước Pháp, hứa hẹn đất nước có thể thoát khỏi khủng hoảng Covid-19, nhất là khi dịch bệnh đang thuyên giảm ở mọi miền của đất nước, kể cả vùng Île-de-France, Paris và vùng phụ cận. Theo số liệu y tế chiều tối hôm 17 tháng 5, số ca nhiễm mới thường nhật giảm còn 15.700 người, số ca tử vong trong ngày tại các bệnh viện là 112 ca, số bệnh nhân nặng phải điều trị tại các khoa hồi sức tích cực cũng tiếp tục đà giảm. Tuy nhiên, Thủ tướng Castex nhấn mạnh nước Pháp phải quyết tâm thận trọng và tiếp tục chiến dịch tiêm chủng. Chỉ tiêu mà chính phủ Pháp đề ra là đến giữa tháng 6 tiêm phòng được cho 30 triệu người. Châu Âu tiếp tục từng bước giải phong tỏa. Tình hình ở nhiều nước châu Âu khác cũng đang được cải thiện. Hy Lạp hôm 17 tháng 5 chính thức mở biên giới trở lại cho du khách nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc có giấy chứng nhận âm tính với virus corona. Việc di chuyển giữa các vùng hoặc các hòn đảo cũng được áp dụng với biện pháp tương tự. Bồ Đào Nha cũng sẽ cho phép người dân từ đa phần các nước châu Âu nhập cảnh kể từ thứ Hai ngày 17 tháng 5 với điều kiện người trên 2 tuổi phải có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất là 72 giờ trước khi khởi hành. Còn tại Ba Lan sau hơn 6 tháng đóng cửa, các quán bar đã mở cửa trở lại vào hôm 15 tháng 5. Tạm thời hành khách chỉ được phục vụ ở không gian ngoài trời, nhưng đây cũng là một thay đổi lớn nhất là với việc chính phủ nới lỏng các quy định về đeo khẩu trang. Người dân không bắt buộc phải đeo khẩu trang ở không gian bên ngoài.